anh nhiều Phật hôm nay mình học đoạn 7 không chứng đắc không nói. Và dạ trang 68 ạ. À. Các vị tìm bài ra chưa? Dạ rồi bắt đầu đọc ha. Trang 68 đoạn số 7 không chứng đắc không nói. Tu Bồ đề ý ông thế nào Như Lai có chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề bạch rằng, như con hiểu nghĩa của Phật nói, thời chẳng có pháp nhất định gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng có pháp nhất định nào Như Lai có thể thuyết. Vì sao thế? Vì pháp của Như Lai thuyết đều chẳng thể nắm giữ, chẳng thể thuyết giảng, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp vì sao vì tất cả hiền thánh đều do nơi pháp vô vi tuy có khá, tuy có sai khác thì cái đoạn 7 này là đức phật nói về sự không có sự chứng đắc và không có sự nói pháp thì trong tiếp nối cái đoạn 7 này tiếp nối cái đoạn số 6, các vị còn nhớ cái 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 câu cuối của đoạn số 6 nói là pháp của phật nói ví như thuyền bè đến pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp cho nên đức phật tất cả những cái đoạn trước thì đức phật đã phá bốn tướng à, thì pháp cũng cũng là một trong những cái tướng cũng là có tướng cho nên pháp cũng phải bỏ cho nên, huống gì là phi pháp nhưng mà vì Đức Phật đã chỉ qua như vậy rồi nhưng vì cái chấp của chúng ta thì rất là kiên cố và nhất là chấp vào giáo pháp chấp vào có Đức Phật rồi có chúng sanh nghe pháp có quả chứng cho nên cái đoạn này Đức Phật còn e ngại hội chúng còn nghi ngờ chưa lãnh hội cho nên đoạn này Đức Phật nêu lên hai câu những câu hỏi đó để cho xét nghiệm thử nghiệm xét thử là đại chúng đã đã lãnh hội chưa và cũng vì mục đích là đoạn trừ một cách rốt ráo uh, cho hội chúng về cái chấp vào cái pháp của như lai nói cũng như là chấp vào cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nên đức phật mới đặt ra hai câu hỏi như lai có được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng như lai có nói pháp chăng vì mục đích như vậy cho nên đức phật mới nói ra đoạn này thì Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng Như con hiểu nghĩa của Phật nói Thời chẳng có Pháp nhất định gọi là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Cũng chẳng có Pháp nhất định nào Như Lai có thể thuyết Thì Câu trả lời của Ngài Tu Bồ Đề Điểm thứ nhất Để Ngài đã hiểu rõ Không có cái Pháp nhất định nào hết Là để Ngài phá cái ngôn từ về cái thứ nhất là để phá vào cái chấp về ngô danh ngôn từ ngữ hay là vướng mắt vào cái giáo pháp trên văn tự ngôn ngữ vướng mắt vào cái từ vô thượng chánh đẳng chánh giác là tất cả những giáo lý của đức phật nói thì cũng chỉ là tạm mượn để chỉ cái tánh chân thật cái thể tánh đó thì nó phải lìa cái tiếng ngôn ngữ văn tự và lìa tất cả tướng thì mới nhận được nó thôi. Cho nên ở đây, Ngài Tu Bồ Bà Đề nói là không có một cái pháp nhất định, không như là không thuyết pháp là vì á, để muốn Ngài muốn cho chúng ta đừng có quá chấp vào văn tự ngữ ngôn để phá cái chấp thủ vào văn tự ngữ ngôn của giáo pháp của Đức Phật. Điểm thứ hai mà Ngài Tu Bồ Đề qua câu nói của Ngài Tu Bồ Đề thì mình mới thấy là Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải từ bên ngoài mà được. Không phải do lời của Phật nói mà mình được mà cái tâm Bồ Đề hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là chúng ta đã sẵn có rồi. Chỉ cần có, chỉ cần chúng ta là theo Kinh Kim Cang thì không có các tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả thì cái tâm Phật nó tự hiện. Đức Phật chỉ là tùy bệnh để cho thuốc, pháp của Phật nó chỉ là pháp tùy bệnh cho thuốc thì đã tùy bệnh cho thuốc rồi thì tất cả những cái pháp đó chẳng có pháp nào nhất định cả, phải không? Không có pháp nào nhất định cả, cho nên đừng có cố chấp vào nó. <laughs> cho nên nếu mà chúng ta còn chấp, còn cho rằng có quả vô thượng chánh đẳng chánh giác để chứng thì chúng ta còn chấp vào quả chứng và còn thấy có là có quả chứng, có ta là người chứng quả thì như vậy thật sự ra là chưa đạt tới cái cảnh giới vô tướng mà Kim Cang Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rõ cái vô tướng của các pháp. Cho nên không phải, cho nên ở đây ngài Tu Bồ Đề mới nói là không có pháp nào cả. <laughs> thì ở đây chúng ta mà chúng ta lưu ý tới cái cụm từ chẳng có pháp nhất định phải không các vị thấy ngài tu bồ đề trong hai câu nói đều nhắc lại hai cái cụm từ chẳng có pháp nhất định phải không ạ? Xin lỗi quý vị. Cái từ mà chẳng có pháp nhất định nào ở chẳng có pháp nhất định tức là muốn nói rằng pháp của đức phật nói ra cũng là pháp tùy duyên tại tất cả là những cái pháp của thế gian á tại sao nói là nó là nếu là nó giả tướng là tại vì nó là, là tùy duyên mà do nhân duyên hợp nên cho nó có chỗ này có nhân duyên hội đủ thì nó có ra nhân duyên tan rã thì nó mất đi chỗ khác có nhân duyên hội đủ thì nó lại hiện ra nhân duyên tan rã thì nó mất đi cho nên nó đâu có nhất định nó đâu có thật thì cái pháp của Đức Phật nói Cũng là tùy duyên cho nên Ngài Tu Bộ Đề mới nói là Chẳng có pháp nào nhất định Có nghĩa là pháp của Phật cũng tùy duyên mà nói thôi Đã tùy nhân duyên mà Phật nói Thì đã pháp mà do nhân duyên mà nói Thì cái pháp đó cũng là tạm nói thôi Cho nó không thật, phải không? Vì tùy duyên mà nói nên giáo pháp Như quý vị thấy rõ ràng Quý vị học giáo lý của Đức Phật Rõ ràng là giáo lý Đức Phật Chia ra là ngũ thừa rồi tối thượng thừa phải không ạ? À? Cho nên vì tùy duyên nên nó mới chia ra nhiều thừa như vậy, duyên của chúng sanh, cái căn cơ cái cơ duyên của chúng sanh cho nên giáo pháp của Phật mới chia ra ngũ thừa hay là tối thượng thừa. Thì để chứng minh rằng rõ ràng tất cả các pháp của của Đức Phật nói ra cũng là pháp duyên sanh thôi, mà duyên sanh thì pháp mà do duyên sanh thì cũng chỉ là giả pháp tạm thời. Cho nên cái chữ là chẳng có pháp nhất định nào chẳng có một cái pháp nhất định nào là có ý chỉ cho chúng mình hiểu rõ ra là như vậy. thì cái câu đó, cái câu mà chẳng có ngài tu bờ đề nói là cũng chẳng có pháp nhất định nào như lai có thể thuyết. ở câu trên thì nói là không có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. rồi ở cái câu kế tiếp là nói là chẳng có cái pháp nào nhất định mà như lai có thể thuyết. cái câu trên thì cái quả vị cao nhất thì ngài tu vừa đề nói nó cũng không có còn cái câu dưới là nói là chẳng có pháp nào nhất định thì nói là cái câu đó cái câu này là nó cho tổng quát hết tất cả giá pháp của đức phật cũng chỉ là không chỉ là tùy duyên mà nói thì cũng chẳng có một cái pháp nào hết nó coi như là tổng phá luôn đó phải không cho nên là mà tại vì sao tại vì sao mà ngài nói như vậy là vì sao nè là vì sao thế ngài mới giải thích nè giải thích là tại sao không có tại sao không có ngài nói không có thì vì sao thế này vì pháp của như lai thuyết điều chẳng thể nắm giữ chẳng thể thuyết giảng chẳng phải là pháp chẳng phải phi pháp quý vị thấy rõ ràng cái từ chẳng phải pháp chẳng phải phi pháp lại lặp lại ở đây một lần nữa tại vì câu này nó rất là quan trọng mình đang học pháp mà nếu mà đang học kinh đức phật đang nói pháp mà thì sợ cứ nghe pháp rồi cứ quên đi nó chẳng phải pháp mà chẳng phải phi pháp chắc vào đó cho nên cái câu này lại lặp đi lặp lại nhưng mà trước khi nói rõ cái câu đó thì phải nói tới cái câu đầu tiên cái cụm từ đầu tiên là chẳng thể nắm được vì sao vì pháp của đức phật nói là cái pháp đó chẳng thể nắm được chẳng thể nắm giữ ở đây vì sợ người chấp vào cái giá pháp như là văn tự chương cú chấp vào cái sự đọc tụng mà không có rõ cái lý vô tướng của kinh kim cang rồi á cho nên người học á thì không rõ thâm ý của giáo pháp là mượn văn tự ngôn ngữ để thấy lại cái bộ kinh ngay trong chính của mình cho nên từ đó rồi là vọng sanh kiến giải chấp vào sự đọc tụng mà không dùng cái pháp đó để soi sáng lại bản tâm cho nên mới nói là cái pháp đó không thể nắm giữ cái pháp của đức Phật nói là không thể nắm giữ được. Rồi, tiếp theo cái câu nói là chẳng thể thuyết giảng. Chẳng thể thuyết giảng thì vì đây là nói đứng chẳng thể thuyết giảng là vì sao? Vì Như Lai hóa độ chúng sanh ứng với cái cơ duyên tùy trường hợp mà thì mà nói ra pháp thì đâu có cái pháp nào cố định. Giáo pháp của đức Phật chỉ là cái tấm bản đồ đi và đến đích là cái việc của mỗi người phải không? còn việc đó thì Đức Phật chẳng thể thuyết giảng được cho mình. Đức Phật giáo pháp của Đức Phật chỉ là tấm bản đồ. Đức Phật có thể chỉ cho mình cái tấm bản đồ, nhưng mà có đi hay không, có đến đích hay không là việc đó việc của mỗi người, phải không? Cho nên đó, cái việc đó thì Đức Phật không thể làm được cho mình và cũng không thể thuyết giảng cho mình. Cho nên ở đây nói là chẳng thể thuyết giảng được, chẳng thể thuyết giảng được chỉ có có tu có ngộ có tự ngộ ra thôi không thể thuyết giảng rồi cái câu tiếp nữa là vì pháp của như lai thuyết đều chẳng phải pháp chẳng phải phi pháp thì đứng về cái câu này đứng về mặt hiện tượng để mà hiện tượng tức là về sự đó về cái sự để mà nói thì chẳng phải pháp thì tại sao pháp của phật nói là nói là chẳng phải pháp tại vì sao là vì khi mà miệng mình tụng tay nghe giảng nhưng mà chấp vào văn tự ngữ ngôn mình không có sự thực hành rồi là thì không có sự thực hành mà nói tụng kinh để cho có phước thì cái đó thật sự ra không phải là cái pháp mà đức phật muốn nói cho mình phải không ạ à? không phải học kinh kim cang mục đích là thấy được sự thật của vạn pháp nó là vô tướng thật tướng của nó là vô tướng còn các tướng của vạn pháp ở đây đều là giả huyễn mục đích của kim kim cang vậy học hiểu như vậy rồi và mình tập nhìn thấy tất, nơi tất cả các pháp độ khi mà mà mình gặp mình, mình tiếp xúc thì mình phải thấy được cái 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 ý chỉ của kim kim cang như vậy nhưng mà mình thì chỉ học đọc tụng để chi nói là tụng kinh có phước và đọc tụng À, được bao nhiêu cuốn như pháp hoa người ta nói tụng một ngày phải một bộ ví dụ vậy hay là bao nhiêu bộ pháp hoa thì cái đó không phải là pháp phải không ạ cho nên mới nói là trên trên chỉ là miệng tụng tay ngay giảng rồi cứ cho đó là phước tụng nó là có phước rồi đọc tụng cho nó mà không hiểu được cái thâm ý không thực hành theo giáo pháp thì cái pháp đó không phải là pháp cũng như là Đức Phật cho mình cái toa thuốc à, muốn mình uh, lấy cái toa thuốc đó rồi đi 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 mua thuốc về rồi sắc thuốc mà uống thì bệnh chúng sanh của mình mới mới hết nhưng mà đây giờ mình cứ cầm cái toa thuốc mình đọc hoài đọc hoài đọc qua đó thì cái toa thuốc đó nó nó đâu có thể hiện được hết cái công dụng của nó đâu cho nên cái đó đâu phải đọc đọc toa thuốc thì không phải là thuốc phải không ạ? À? Trời Rồi chẳng phải phi pháp Phải không? Ở đây nói là pháp của Phật nói chẳng phải là phi pháp Có nghĩa là nó là pháp Phải không? Nhưng mà nếu mình đọc, mình nghe Rồi mình nghe giảng Mình tụng, đọc tụng cái bộ kinh Kim Cang Rồi mình đem cái tâm của mình thực hành Hiểu rõ cái ý nghĩa của cái giáo pháp của Đức Phật dạy Rồi thì khi mình nương vào những cái văn tự ngữ ngôn đó để mình nhận thấy cái chân thật nơi cái nơi của cái bộ kinh nói, nơi ngay chính mình thì cái pháp của đức Phật thuyết không phải là phi pháp, tuy nó không chứa đựng cái giác ngộ trong đó sự giác ngộ mình phải tự tu tự chứng nhưng mà cũng phải mượn nó để nhìn để mà biết cái đường để mà trở lại với chính cái bổn tâm của mình thì thật sự ra nó cũng không phải là phi pháp phải không đó đứng về phương diện mà thực tướng mà nói thì cái pháp của như lai thuyết đều chẳng thể nắm giữ thì cái giáo pháp cũng giống như là cái ngón tay chỉ mặt trăng khi tới mặt trăng rồi thì phải quên ngón tay không có nắm giữ không có còn nắm giữ cái 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 ngón tay đó phải không? thì khi đó thì mình mới buông xả được chứ còn vì tất cả các tướng là vô tướng mà thì cái pháp đó nó cũng không phải là nó có cái có thật cho nên mình phải buông xả chẳng có thể thuyết thì Phật không có dùng sự thuyết giảng để mang lại sự ngộ, ngộ nhập Phật tướng vô tướng cho cho mình mà chỉ mỗi người tự giác ngộ còn ở đây là chẳng phải pháp chẳng phải phi pháp thì ở đây nếu mà nói về cái lý tánh thì chân tâm chúng sanh nó vốn sẵn sẵn có rồi nhưng nay chúng sanh không nhận ra không sống được với cái bản thể của mình cho nên đức phật mới nói pháp để cho mình nhận ra nó nhưng cái chân tâm đó thì không phải từ cái giáo pháp đó mà được nó nằm ngoài cái giáo pháp đó tự mỗi người nhận và mỗi người quay về mà thôi thì khi mà muốn quay về đó thì cũng phải mượn cái, cái 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 giáo pháp cho nên mới quay về được cho nên đó là nó cũng không phải là phi pháp rồi tiếp theo mới nói là vì sao vì tất cả hiện thánh đều do nơi pháp vô vi mà có sai biệt thì ở đây nói là tất cả chúng sanh là tất cả chúng sanh đều đều là do cái pháp vô vi mà sai biệt. Tại vì sao? Vì từ, cái từ vô vi ở đây thì các vị phải hiểu ở trong kinh Kim Cang này nó cũng có nghĩa là vô trụ. Vô vi là chỉ cho cái cái pháp mà chứng đắc phải không? Nhưng chữ vô vi theo trong kinh Kim Cang thì mình hiểu là nó vô trụ vô trụ có nghĩa là cái tâm đã không thấy tất cả thật tướng của tất cả các pháp là vô tướng rồi cho nên không trụ vào sắc thanh hương vị xuất pháp không trụ vào cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ nhã không trụ vào một cái tướng nào hết cho nên cái chữ vô vi ở trong kinh kim cang thì hiểu nó là cái từ là vô trụ thì vô trụ có nghĩa là cái phật tánh chân thật giải thoát <laughs> thì các vị mới nhớ là cái chữ cái từ là ở đây có nghĩa là tất cả các hiền thánh do nơi pháp vô vi vào có mà pháp vô vi là là do đâu mà trong kim kim cang thì gọi là nó vô trụ vô tướng là tại vì sao vì phật á, là giác phật tự nghĩa của chữ phật là giác mà giác là gì giác là quán chiếu mà cái quán chiếu là quán chiếu để phát sanh là cái trí tuệ thì ở đây cái trí tuệ của chỉ cho cái trí tuệ của bát nhã ba la mật tức là cái các cái đức tính là vô vi này giác quán trí tuệ thì ở nơi tất cả chúng sanh đều là đồng đồng đẳng với nhau không có trên là không có sai khác nhưng mà vì sao vì cái căn tánh của chúng sanh không đồng cho nên có sâu có cạn nên mới nói là có sự sai biệt Pháp tu tuy là đồng Nhưng mà chỗ ngộ của mỗi người Thì mỗi khác nó không đồng Nên có mới có ra là tứ quả Hay là mười địa Và từng các cái thứ bậc à, tu chứng khác nhau Ở đây Ngài Tu Bảo Đề nói là Vì thánh hiền là do nơi Pháp vô vi Điều từ cái tánh do nơi Pháp vô vi Có nghĩa là đều có cái tánh Phật tánh đồng đẳng với nhau hết Nhưng mà vì cái cơ duyên cái căn cơ của mỗi người mỗi khác nhưng mà nó có cái có cái sự sai biệt thấp kém khác nhau cho nên nó là cho nên đó, ở đây mới nói như là như vậy ngài tu bồ đề nói như ở trong kinh pháp hoa như các vị biết rõ trong kinh pháp hoa trong cái phẩm mà có một cái thí dụ đưa ra là pháp của phật nói như là một cơn mưa phải không như một cơn mưa mưa xuống nhưng mà đâu có phải cây cỏ cây nào cũng hứng được cái lượng mưa như nhau. Nó tùy theo từng cây lớn hay là cây nhỏ, cỏ lớn hay cỏ nhỏ mà hấp thụ cái lượng nước mưa ít nhiều khác nhau. Thì ở đây là cũng ví dụ như là cái cơ duyên pháp của Đức Phật nói ra thì là rải ra như một trận mưa như vậy, đồng đều như vậy, nhưng mà tùy theo cái cơ trí của mỗi người thọ nhận được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu và thực hành bao nhiêu cho nên ngài tu bồ đề mới nói là vô vi thì không là nó đồng nhau hết nhưng mà trong cái quả trứng thì nó có sự sai biệt có sự khác nhau tại sao ngài tu bồ đề lại nói ra nói ra cái việc quả trứng có sự sai khác thì ngài cái ngài tu bồ đề nói ra câu đó là với mục đích là một lần nữa thì ngài muốn kết luận rằng đó, đối với pháp À, đối với giáo pháp và với quả chứng thì chẳng có cái pháp nhất định vì không có nhất định cho nên mới là có cái sự chứng nó khác nhau phải không cho nên ở đây ngài đưa ra cái câu nói là pháp vô vi thì nó đồng nhưng mà nó có sự sai biệt trong quả chứng với mục đích là nó để khẳng định cái lời nói đầu tiên của ngài đưa ra là chẳng có cái pháp nhất định chẳng có cái quả chứng nào nhất định hết, tùy theo cơ duyên của mỗi người. thì đối với với pháp chánh đẳng chánh giác thì tức là quả vị thành phật á, thì tất cả chúng ta cũng đều là có sẵn hết, nó cũng đâu có cái gì được ở bên ngoài pháp đó không dựa vào cái lời thuyết pháp mà nói cho nên của của đức phật mà ngộ cho nên cái đoạn này mới có cái tên là vô thuyết vô đắc là vì muốn chỉ về là cái sự chứng ngộ trọng tâm của giáo lý của lời Đức Phật nói là tới cái chỗ chứng ngộ của mỗi người mà chứng ngộ đó là mỗi người tự tự tu tự chứng nó không dính dáng chỉ tới giáo pháp của ngài hết phải không nếu giáo pháp của ngài hay nhưng mà mình không tu không chứng thì và thì cũng là không có lợi ích gì cả phải không? cho nên á muốn cho mình xả bỏ hết nhưng mà khi đã nương để tu chứng rồi thì đến cái lúc mà tu tập á thì cũng phải xả bỏ luôn. khi mà đang giác ngộ rồi thì phải xả bỏ luôn chứ không mắc kẹt cho nó. nếu còn chấp vô, tại vì nó hay quá nên tôi cứ giữ, tôi hay quá nên tôi cứ chấp vô nó là có. thì thật sự nếu đã có một mảy may cái niệm chấp thì là không rốt ráo là không tu chứng rồi cho nên muốn cho người học Phật xả bỏ hết tất cả các cái, cái cái cố chấp tướng mặc dù tướng đó là tướng Phật pháp mặc dù tướng đó là lời Đức Phật nói bỏ hết một cách rốt ráo cho nên cái đoạn này Đức Phật mới nói là không vô thuyết và vô đắc mình học tiếp đoạn 8 hả? Y pháp xuất sanh. Trang số 75. Tu Bồ Đề ý ông thế nào? Như có người đem bảy thứ báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí phước đức người ấy có nhiều hay chăng? Tu Bồ Đề bạch rằng bạch đức thế tôn rất nhiều, vì sao thế? Vì phước đức đó thật không phải tánh phước đức, nên Như Lai nói phước đức nhiều. Nếu như có người thọ trì kinh này, nhận đến thực hành theo bốn câu kệ rồi giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức lại nhiều hơn người kia vì sao vậy này tu bồ đề tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra này tu bồ đề gọi là Phật pháp tức chẳng phải Phật pháp lại lập thêm một lần nữa cái câu Phật lại lập cái đoạn này vừa đoạn trên vừa lập đoạn này lại lập lên một lần nữa gọi là Phật pháp tức chẳng phải Phật pháp tại vì không muốn cho người tu hành chấp vô đó phải bỏ phải là phải là xả một cách triệt để nên lại một lần nữa gọi là Phật pháp tức chẳng phải Phật pháp thì đại ý của cái đoạn này Đức Phật muốn nói về Đức Phật nói về cái phước đức ngài phân biệt rõ ràng tự tánh phước đức và phước đức do nhân duyên hòa hợp mà có nhân duyên hòa hợp đây là việc về bố thí đó à, thì nó là giả và đưa ra ví dụ để biết được phước đức nào nhiều hơn khiến cho chúng ta đoạn trừ các cái chấp vào cái phước hữu lậu mà trở về với cái phước đức vốn sẵn có của tự tâm của mình đó là cái phước đức vô lậu bằng cách là chỉ trì tụng bốn câu thực hành bốn câu trong kinh kim cang này thì cái đoạn đầu tiên ngài tu bồ đề đức phật gọi ngài tu bồ đề và nói là ý ông thế nào như có người đem bảy thứ báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí phước đức người ấy có nhiều hay chăng thì ngài tu Bồ Đề bạch đức Thế Tôn rất nhiều vì sao thế vì phước đức đó thật không phải tánh phước đức nên như là nói phước đức nhiều. Thì ở đây đoạn này Đức Phật giả sử là có người đem bảy báo đó mà đem nhiều như đầy các cõi Tam thiên đại thiên thế giới để bố thí thì phước đức người ấy có nhiều chăng. Thì ở đây quý vị thấy rõ ràng nếu mình bố thí mà chấp vào chấp vào cái tướng để bố thí thì mình chỉ được cái pháp hữu lậu nó chẳng qua là cái nhân hữu lậu ở cõi nhân thiên dù có nhiều bao đi nữa thì nó vẫn có hạn lượng nó có hạn lượng cho nên ngài tu bồ đề mới bạch ra bạch ra đức thế tôn nó rất nhiều là vì phước đức đó thật không phải tánh phước đức nên mới nói là nhiều nói là nhiều là vì khi nói nhiều tức là đối lại với cái ít nhiều có nghĩa là có thể đếm được đo lường được tính toán được mới gọi là nhiều còn nói ồ, không tính được thì nó không thể không dùng cái từ nhiều được cho nên nói nhiều là đối với ít nói nhiều là có thể so lường cân đo đông đếm được cho nên mới nói là nhiều vì cái phước mà có thể cân đo đong đếm được mà có thể gọi là nhiều đó thì là cái phước đó cũng là cái phước khổ lộ cho nên mới gọi là nhiều cho nên ở đây so sánh thì cái tự tánh phước đức thì nó không thể nào so sánh được cho nên mới nói đức phật là đấng mà giác ngộ thì là vô lượng phải dùng cái từ vô lượng là vì không đo... phước của đức phật thì vô lượng phước trí đó. phước trí uh, lượng túc tôn là mà phước trí vẹn toàn là phước phước là trí là vô lượng vô biên không đo đếm được thì cái phước của cái người trì kinh là cái phước là vô lậu không thể đo đếm được cho nên đây ngài tu bồ đề mới nói là nó nhiều là vì nó không phải tánh phước đức mới gọi là nhiều vì nó có thể đo đếm được nên gọi là nhiều còn cái đoạn tiếp theo ha nếu như có người thọ trì kinh này Nhẫn đến thực hành theo bốn câu kệ rồi giảng nói cho người khác nghe thời phước đức lại nhiều hơn người kia vì sao vậy này tu bồ đề tất cả chư phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư phật đều từ kinh này mà ra này tu bồ đề gọi là phật pháp tức chẳng phải là phật pháp thì ở đây đoạn này đoạn này đức phật đem ra so sánh giữa cái tài thí và tự tánh phước đức do thọ trì kinh là làm pháp thí đó rồi làm pháp thí thì là thì cái ý nghĩa ở đây các vị à, lưu ý hai cái từ cái chữ thọ trì chữ thọ nó có hai nghĩa thì vì ở đây đức phật nói là cái phước đức mà thọ trì kinh nó nhiều hơn là, là bố thí cái của vàng bạc châu báu mà nó nhiều khắp tam thiên đại thiên thế giới mà mà thọ trì này bốn cái câu kệ thôi là nó nhiều hơn thì các vị phải hiểu thọ trì như thế nào mới được cái phước đức như vậy. Phải không? Cho nên chữ thọ trì này tôi muốn nhắc lại một chút xíu như thế nào mới đúng ý nghĩa thọ trì mà được cái phước đức nhiều như vậy thì phải đúng ý nghĩa của nó thì mới được, còn thọ trì không đúng ý nghĩa từ thọ trì của trong này thì nó không có được cái phước đức uh, như ở trong kinh nói. Thì thọ trì có nghĩa là chữ thọ này có nghĩa có hai nghĩa là truyền trao hay là nhận lãnh. như theo thầy học đạo là thọ trì. Thì đó nó có nghĩa thầy trao cho mình cái pháp rồi mình nhận lãnh cái pháp của thầy thì đó là cái nghĩa của thọ tỳ mà thầy truyền trao giáo nghĩa trò thông hiểu giáo nghĩa nhận lãnh giáo nghĩa mà hiểu đến chi hiểu nè hiểu nghĩa tu hành ứng dụng vào ba nghiệp còn chữ trì có nghĩa là chữ thọ nghe là từ thầy trao cho giáo pháp trò nhận lãnh giáo pháp còn chữ trì chữ trì có nghĩa là khi đã thọ học hiểu hiểu cái kinh rồi thì phải tiến hành sự tu hành ứng dụng cái ý nghĩa của kinh đó ở trong ba nghiệp nó phải tỏa ra trong ba nghiệp của mình thì cái chữ đó mới gọi là trì còn trì không phải là ngồi cái tụng đọc như vậy thì gọi mà trì mà trì là cái bộ kinh kim ca nó phải tỏa ra trong ba nghiệp thân khẩu ý của mình thì khi đó mới gọi là chữ trì thì chữ trì, chữ thọ trì như cái ý nghĩa này á thì mới là đưa đến sự giác ngộ. Phải không? Chứ còn thọ trì cứ ngồi đọc tụng thì không phải nên khi mình học về kinh Kim Cang, biết được các pháp tánh không rồi, khi mình thọ trì nó thì ba nghiệp phải ứng dụng vào nghe ai nói sắc thanh hương vị xuất pháp đó, không không trước vào tướng của sắc thanh hương vị xuất phát. nghe ai nói gì cũng là biết tất cả là điều là tánh không hết nghịch ý không sân giận mà thuận ý thì không quá rỗi vui mừng hớn hở ở mình được khen thì như vậy mới là thọ trì kinh kim, kim cang phải không còn nếu chỉ đọc tụng không thì không có nghĩa là thọ trì thì thọ trì như vậy á thì tự mình tu hành, mình giác ngộ được nghĩa không Rồi là cái phần đó là tự lợi của mình Rồi vì người khác diễn nói à, Và diễn nói Kim Kim Cang Và khiến cho họ cũng thấu hiểu được cái nghĩa không của Kim Kim Cang Thì ở đây là thọ trì rồi đem diễn nói nè, phải không? Thì khi đó mới được cái công đức Mới được cái phước đức rộng vô, vô lượng, vô biên hơn cái mới được cái phước đức hơn cái người kia đem bảy báo đầy tam thiên đại thiên thế giới mà đi bố thí. À mới hơn. Còn nếu mà chỉ đọc tụng bằng văn tự không thì không hơn đâu. Phải không? Ở đây thì còn nếu nói đúng ra cái phước đức của cái người mà đem bố thí mà không Uhm, như vậy nói so sánh hai cái công đức của hai cái việc uh, thọ trì kinh và bố thí bằng vật chất là so sánh về tài thí và pháp thí phải không ạ à, và tự mình tu hành nhưng mà nói đi thì phải nói lại nếu cái người mà làm việc bố thí không hiểu được uh, kinh kim cang thì sợ các vị sợ là ở à, thôi không làm việc bố thí nữa, tại vì cái phước đức nó còn hữu lậu, phải không? phải không? nó còn hữu lậu, rồi uh, nó phước đức nó ít, nhưng mà không phải nếu bộ kinh Kim Cang nó tỏa trong ba nghiệp của quý vị rồi đi đứng nằm ngồi bất cứ làm việc gì mà theo kinh Kim Cang thì nó cũng được phước đức vô lượng biên hết. Cho nên khi mà các vị Hiểu được kinh Kim, kim cang Các vị cứ tiếp tục đi bố thí Nhưng mà khi bố thí thì các vị phải không chấp Có gì Ngã nhân chúng sanh thọ giả Bố thí như kiểu Mà không chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả Thì các vị đang thọ trì Bộ kinh Kim, kim cang đó Phải không? Thì Phước Đức cũng không kém gì Cái người thọ trì bộ kinh kim, kim cang Tôi nói vậy Các vị Nắm chứ hả? Phải không? Đó rõ ràng không phải chuyện dùng bố thí không tất cả các việc mình làm khi bộ kinh kim cang nó đã thâm nhập vô rồi thì tất cả các tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi hay tất cả các cái trong ba nghiệp của mình tất cả mình làm theo um, cái sự giác ngộ của mình rồi thì việc gì cũng là phước đức vô lượng mô biên hết phải không rồi ở đây một cái nữa chúng tôi muốn thưa với quý vị nếu y theo kinh kim cang bát nhã mà mà tu tập á, mà hành trì á, chỉ có bốn câu thôi ở đây nói là không phải nguyên bộ mà dẫn đến bốn câu kệ rồi thôi rồi giảng nói cho người khác nghe thì phước đức nhiều hơn người kia mà được vô lượng tại sao chỉ bốn câu thôi chỉ bốn chỉ cần bốn câu thôi hả hả câu kệ bốn câu tiếp sau Tiếp sau sẽ có câu kệ vốn câu Nhưng mà ở đây đã nói 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 trước trước để hấp dẫn cho quý vị đã Thì quý vị mới nôn nôn để học tới bốn câu đó chứ Đây giới thiệu trước mà Đấy không Nhưng mà ở đây các vị nói là Bốn câu kệ ngắn ngủi vậy Mà tại sao lại phước đức vô lượng vô biên Mà tại sao không cần học nguyên cái bộ kinh kim ca Quý vị có thắc mắc như vậy không Hả Tại sao Là tại vì các vị thường nghe thường uh, vì tất cả chư Phật á là pháp mà vì tất cả chư Phật pháp vô thượng chánh đẳng ngang giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra cái lý do đầu tiên á thì tại sao không là tại vì tất cả chư Phật và cái quả vị Phật á chánh đẳng giác đều từ kinh này mà ra hết đây là nói cái bộ kinh luôn từ từ rồi bốn câu sau thì tại tại vì sao vị đại đại trí tuệ là mẹ sanh ra mười phương chư Phật. Các vị nghe câu đó không ạ? À? Mà kim cang là gì? Kim ở đây phải phải ra là kim cang bát nhã, trí tuệ kim cang. Thì kim cang trí tuệ kim cang là cái kinh mà khiến cho người ta phát sanh ra trí tuệ. Phải không? Thì chư Phật ba đời đều y cái kinh này mà tu hành thì mới được thành Phật. Vì kinh mà muốn mà bỏ mê mà khai ngộ là phải có trí tuệ. Mà kinh này là kinh mình đã học tụng, tập làm thực hành theo nó thì mình phát sanh ra trí tuệ, thì trí tuệ thì sanh ra ra mười phương chư Phật cho nên học bộ kinh Kim Cang này là mình sanh ra trí tuệ cho nên đó, cho nên đó là cho nên là phước đức nó nhiều phải không? vì vậy cho vì vậy vì kinh kim cang trí tuệ kim cang là trí tuệ sanh ra mười phương chư phật cho nên các vị đọc uh, bát nhã tâm kinh hàng ngày đó ba đời chư phật y bát nhã ba la mật nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác phải không ạ à? có câu đó không thì đây đây là tại vì kinh sanh ra mười phương chư phật đó là nói cả nguyên cái bộ kinh mà tại vì sao vì vì bát nhã là người mà tu theo bát nhã thì tâm luôn luôn dùng cái trí tuệ để giác chiếu giác chiếu cái gì giác chiếu tướng của tất cả mọi pháp để thấy được tướng của tất cả các pháp đều là không khi mà thấy tướng của tất cả các pháp đều là không rồi thì không chấp vô các tướng sở dĩ phiền não sở dĩ là chúng sanh sở dĩ luân hồi tại vì mình chấp tất cả các tướng mà bây giờ kim cang cho mình cái trí tuệ thấy được các pháp là không không chấp vô các tướng nữa thì phiền não tham sân si thì tánh chúng sanh đâu còn nữa phải không tánh chúng sanh có là vì chấp pháp chấp tướng bây giờ không chấp nữa thì chúng sanh không còn chúng sanh không còn không tham đắm cái các pháp thì phiền não hết thì thành phật thôi mà trí tuệ bác nhã cho mình cái thấy đó cho nên thì trí kinh là phải hơn rồi phải không đó là nói chưa nói tới bốn câu ha còn bây giờ bắt đầu mới nói tại sao là bốn câu nè phải không thì chỉ y theo con câu kinh mà hiểu thực hành thì giảng cho người khác thì được cái tánh phước đức tánh phước đức đây có nghĩa là thành phật chả sao chỉ cần bốn câu các vị có nghe cái câu nói này không tất cả pháp của đức phật nói chỉ có một vị đó là vị giải thoát có nghe câu đó chưa có rồi phải không cho nên cho nên khi không cần học thọ trì hết tam tạng kinh điển hết mọi bộ kinh không cần nếu chỉ bốn câu nhưng bốn câu đó có vị giải thoát thì chỉ cần nếm bốn câu đó thôi thì cái vị giải thoát cũng có rồi nếu bốn câu đó mình học mình tu mình nếm được cái vị giải thoát trong đó thì cái câu đức phật nói tất cả các pháp của phật chỉ có một vị là vị giải thoát thì đâu có cần phải nếm đủ hết tất cả tam tạng kinh điển mà nếm được dù bốn câu kim cang nhưng bốn câu đó nó có cái vị giải thoát ở trong đó thì các vị chỉ cần nếm bốn câu đó thì các vị đã nếm được cái vị giải thoát nắm được không thì cũng giống như để cho các vị rõ hơn một chút xíu nữa như các vị thấy rõ ràng nước trong bốn biển đều có vị mặn hết nhưng mà muốn biết được vị mặn của nước của bốn biển các vị đâu có cần uống hết cả bốn biển nước đâu, chỉ một giọt nước biển các vị biết nước biển đã đã mặn rồi. Phải không? Thì ở đây bốn câu kim cang là như vậy đó. Nếu nếu các vị chỉ cần thọ trì bốn câu kim cang, trong bốn câu kim cang đó nó chứa được cái vị giải thoát của giáo pháp của Đức Phật thì chỉ bốn câu thôi các vị đã nếm đủ cái cái vị giải thoát của của Phật Pháp rồi. Cho nên chỉ cần muốn câu không nhiều. Phải không? Chấp nhận không? Tiếp ha. Tu Bồ Đề nói Phật Pháp tức chẳng phải là Phật Pháp. Câu này, câu trên đã có rồi. Nhưng mà ở đây thì cũng nói lại một chút xíu nữa. Vì Ngài đã lập đi lập lại. Cũng có cái chủ đích của sự lập đi lập lại. Phải không? giờ chứ cũng có cái sự chủ đích của ngài còn nếu không có chủ đích thì ngài không lập đi lập lại nhiều lần như vậy vì mình đang học nên, nên cứ học kinh kim cang đức phật đang nói kinh kim cang mà kim kim cang thì gì bỏ tướng xả tất cả các tướng mà nếu mà tướng phật pháp cũng xả không lập đi lập lại như vậy thì các vị chấp vô kinh kim cang chấp mà đang ngồi nghe Trợ hội chúng của ngài á, chấp là đang ngồi nghe trong hội chúng kim cang thì ngài sợ nó mất cái tác dụng của kim kim cang đi cho nên phải lặp đi lặp lại thì ở đây cũng vậy tất cả các pháp của đức phật á, thì văn tự pháp của đức phật chỉ là cái bản là cái bản cái bản mà dấu hiệu thôi ví dụ mình đi xe đó có những cái bảng dấu hiệu đó họ họ treo treo đầy ở ngoài á ở ngoài đường á để chỉ đường chỉ cho mình đi thì dựa vào cái bản dấu hiệu đó thì mình mới đi đến đích được thì ở đây cũng nói vậy là cái giáo pháp của đức Phật nói cũng như là cái bản dấu hiệu đó mà thôi dựa nó để mình mới đi đến đích cái chỗ mình cần tới thì cái chỗ của mình cần tới ở đây của kinh Kim Cang là gì vô tướng vô trụ cho nên nhưng mà không biết như thế nào làm thế nào để đạt tới cái sự vô tướng vô trụ thì đức Phật phải nói kinh Kim Cang nhưng mà Kinh Kim Cang cũng là cái bản những cái bản chỉ đường những cái dấu hiệu như mình đi ở ngoài đường thôi cho nên là khi mình đi mình nương đó nhưng mà đã đi qua nó rồi thì phải bỏ chứ không hết cái bản này nó 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 tốt nó nó à, giờ nó mình đi tới đến đây rồi cứ đứng đó mà ngắm nó hoài rồi cứ nắm giữ nó thì không thì đâu có đi tới được phải không cho nên vì như vậy cho nên Đức Phật mới lập đi lập lại Kinh Kim Cang là chỉ cho mình cái sự vô tướng mà đang nói cho hội chúng về kinh đang thuyết pháp mà sợ chúng chấp vô cái kinh cho nên phải lập đi để chúng phải hội chúng buông bỏ nghe nhận ở trong tâm tu chứng nhưng mà phải buông pháp chỉ nhờ kinh mà lãnh thụ cái pháp cho nên kinh không phải là pháp mà không phải cái cái bộ kinh kim cang của đức phật muốn chỉ cho mình học ở đây không phải là bộ kinh bằng mắt thường mình có thể đọc được mà cái 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 bộ kinh kim cang hay là giáo pháp của đức phật á thì á, cái giáo pháp cái nghĩa của mắt thường á chỉ có cái mắt trí tuệ mình mới thấy được nó thôi và muốn mắt thấy được cái pháp tánh thì phải là buông luôn cả cái phương tiện cái trí tuệ nó hiện hiện á thì cái giáo pháp cũng phải là buông luôn cho nên ở đây ngài tôi Bồ đề lại nhắc lại thì tất cả phải bỏ hết bỏ xuống hết chứ không vướng mắc vào một cái pháp nào hết mặc dù đó là pháp của đức phật nói hôm nay chúng mình học nhanh quá hả <laughs> phải không ạ à? rồi bây giờ là đoạn số 9 hả nhất tướng vô tướng à thôi thì quý vị có thắc mắc gì không ạ à? hay là mình qua luôn phải không học à không từ từ tại vì nay chưa có thấy cái đoạn sau của kinh là có thì, thì hồi nãy chúng tôi đã nói rồi đó bốn câu tại sao lại bốn câu? Là tại vì nếu bốn câu đó như tôi nói lúc cái câu trước khi tôi nói bốn câu thì tôi dẫn ra một cái 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 những cái câu mà trong Phật hay nói cho mình đó là giáo pháp của ta chỉ chứa một vị giải thoát thì bốn câu nào mà trong bốn câu đó chứa cái hương vị giải thoát thì chỉ cần nếm hương vị giải thoát thì chỉ cần nếm nếu mà như như đó thì bốn câu nếu bốn câu đó chứa đầy đủ cái hương vị vị cái vị giải thoát thì mình chỉ cần bốn câu đó thôi thì mình học mình biết bốn câu nào đưa mình tới sự giải thoát thì mình lấy bốn câu đó để mình tu thì mình nếm cái hương vị giải thoát của của chức đức phật rồi phải không bốn mà theo á kinh uh, kim cang thì nói là bốn câu của kinh kim cang mà thật sự ra kinh của chẳng những kinh kinh Cang mà các cái kinh khác mà có hay nói ví dụ như là pháp hoa không vậy pháp hoa đó ngoài cái phần mà, mà mà văn xuôi ra rồi thì có cái phần mà, mà, mà trùng tụng lại đó thì có có thì có có thể có thể là cũng có trong đó có thể chỉ hai câu thôi tướng các pháp thường tịch diệt đó chỉ trong đó nếu mà hai câu đó mà mình rõ không phải kim cang không mà hầu như các kinh mà về Phật đây là đang nói về giáo lý của đại thừa phát triển nha. còn chưa không có nói về cái cái giáo lý của nguyên thủy Phật giáo thì như là lăng già như pháp hoa như quý vị mà đọc trong đó có thể trong pháp hoa tôi tôi không có nhớ rõ lắm nhưng mà nói các pháp thường tịch diệt đó tướng đó thì các vị chỉ có có trong đó tôi nhớ cũng có chỉ hai câu thôi mà nếu mình y đó mình tu thì mình cũng sẽ thành phật rồi đó trong kinh pháp hoa trong những cái cái bài kệ mà, mà mà trùng tuyên lại đó cái những cái bài kệ dài 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 đó có những câu có những câu rất là sâu sắc sâu sắc mà nó rất là hay cho nên thì cho nên tôi mới nói là nếu nó chứa đầy đủ cái hương vị giải thoát thì chỉ bốn câu cũng đủ rồi, cũng nếm được cái hương vị giải thoát rồi. Còn nó bên mà tham thoại đầu đó của về cái pháp môn công án tham thoại đầu đó, người ta chỉ à, một câu trước khi mà chưa sanh ra ta là ai rồi sanh rồi ta là ai đó, hả? Chỉ một câu đó mà cứ lặp đi lặp lại hoài, phải không? Phải không? Thì đến khi mà nghi tình nó càng 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 nhiều mà khi mà nó đập vỡ cái nghi tình ra rồi nó thành một phiến mà vỡ mà òa ra mà giác ngộ được cái câu đó rồi thì là chứng đạo rồi tham thời đầu thì chỉ cần một câu cho một cái câu đó trước khi mà chưa chưa sanh thì ta là mặt mũi của ta là như thế nào đó? các vị có biết cái, cái pháp môn tham thời đầu không ạ à, đây không có hả tham công án tham thời đầu á đó, chỉ chỉ có một câu thôi chứ không cần bốn câu nữa, không cần bốn câu. Dạ. Yeah. Thì đó là có chấp rồi, nó không phải là bố thí uh, vô tướng của cái đó là phước hữu lậu cái đó là phước hữu lậu vì mình thấy gì có việc của mình bố thí có mình bố thí và có cái mục đích của việc bố thí là đem cái công đức này hồi hướng cho cái người thân còn sống uh, được bình an và hồi hướng công đức này cho cái hương linh uh, của thân nhân của mình đã mất được siêu thoát ví dụ thì, thì rõ ràng còn tất cả các tướng còn yên nguyên còn à, coi như là chỉ là một người bình thường làm việc bố thí Nếu làm việc bố thí như vậy thì nó sẽ được nếu cái tâm mình thành thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu nguyện của mình thì nó lại là cái Phước tướng có hình có tướng không phải là bố thí theo cái kiểu của Kim Kim Cang nói là giác ngộ mình thấy được tất cả các pháp là 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 không là vô vô tướng hết chưa rõ ràng mình còn mình còn mắc vào tướng bố thí. Cho nên không phải là bố thí của vô tướng vô kim kim ca, mình còn mắc vào sắc thanh hương vị xuất pháp để bố thí. cực lạc thì khi mà về tây phương tịnh độ các vị thầy nói thì là khi mình tu pháp môn niệm phật để mình về tây phương tịnh độ có nghĩa là mình được về đó chứ chưa phải chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa phải chứng quả phật lên cái cõi ta bà này nó nhiều ô trượt quá mình tu không nổi bây giờ mình muốn sanh về cõi tịnh độ để làm chi cái hoàn cảnh đó, đó toàn là những vị thượng thiện nhân gặp phật di đà gặp các vị bồ tát và gặp toàn là những người thiện không thì cái hoàn cảnh đó mình lên đó để làm chi gặp hoàn cảnh tốt để tiếp tục tu thêm tu thêm để chứng quả phật cho nên tên tên không phải vãng sanh ở lên cõi phật di đà là mình đã chứng quả phật mà mình lên đó để có được đủ hoàn cảnh hội ngộ với các bậc thượng thiện nhân để mình dễ tu chứng thành phật thôi chưa chứng quả Phật, chưa chứng thành Phật. Phải không? Dạ, ai di đà phật Hết giờ rồi hả? <laughs> dạ, ai di đà phật Cảm ơn quý vị cho chúng ta hồi hướng nha. Dạ, ai di đà phật